Đức Thánh Cha Francisco khẳng định nữ tính cần thiết cho giáo hội và thế giới. Thứ ba 8 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến Hội nghị quốc tế về các thánh nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng châu Âu. Ngài khẳng định những lời dạy kịp thời của các vị thánh này luôn mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới. Nữ tính cần thiết cho giáo hội và thế giới. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 3 tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma nhắm đào sâu cuộc sống và sứ vụ của các thánh nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng châu Âu. Sáng kiến cũng hướng đến kỷ niệm 25 năm phong tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Teresa Hài Đồng giê -xu và 10 năm phong tiến sĩ cho thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức, Hội nghị cũng suy tư về cuộc đời của thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, người Đức và thánh nữ Brigitta của Thụy Điển cùng với thánh nữ Catarina Thành Siena là bổn mạng của châu Âu. Trong sứ điệp, sau khi gửi lời chào đến ban tổ chức và các tham dự viên cũng như nhắc đến tên các thánh nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng châu Âu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng những lời dạy xuất sắc kịp thời của các vị thánh này đã đem lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới bị chia cắt. Mặc dù các thánh thuộc về thời gian, địa điểm và thực hiện các sứ vụ khác nhau, nhưng tất cả đều sống chứng tá thánh thiện nhờ ơn rủng thánh tẩy. Các thánh luôn ngoan ngùi với thánh thần và theo đuổi hành trình đức tin, không theo ý thức hệ, nhưng kiên trung với nhân tính của Chúa Kitô Và như thế, các thánh đã có thể thực hiện dự án cuộc đời mình đó là con đường nên thánh mà mọi người đều có thể thực hiện đức thánh cha khẳng định vì điều này tính nhạy cảm ngày nay của thế giới đòi hỏi phẩm giá và giá trị nội tại mà thiên chúa đã ban cho phụ nữ phải được phục hồi và gương sống của các vị này nêu bật một số yếu tố tạo nên nữ tính cần thiết cho giáo hội và thế giới Đức Thánh Cha nói nơi các thánh nữ tiến sĩ hội thánh và bảo trợ châu Âu, chúng ta có thể thấy các yếu tố tạo nên nữ tính cần thiết cho giáo hội và thế giới. Đó là sự can đảm đối diện với những khó khăn, khả năng thực hành, mong muốn tự nhiên để thúc đẩy những gì đẹp nhất theo kế hoạch của Chúa và một tầm nhìn ngôn sứ cho thế giới và lịch sử. Đức thánh cha cũng nhấn mạnh tình yêu lớn lao của các thánh nữ dành cho giáo hội và giáo hoàng đồng thời ghi nhận lời mời gọi của các thánh để giúp sửa chữa tội lỗi và đau khổ của thời đại mà các thánh sống kết thúc sứ điệp đức thánh cha cầu chúc hoa trái của cuộc gặp gỡ sẽ là một động lực để thúc đẩy sự thánh thiện nữ tính điều làm cho giáo hội và thế giới dồi dào hoa trái